Thường thường tù Tam Bảo. Còn nhiều trang xin dẹp sang bộ kinh bộ nguyện Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện quyển thứ sáu, xin thay mặt đạo tràng dành Bạc Như Lai và Đức Thầy xin được hồi hướng nguyên bộ kinh này tên của Cổ Tam Bồ, tên đền bộ này dưới của Cổ Tam Đồ. Nếu có cả thể nghe xin đọc đề bộ đề tâm, xin được hồi hướng đến các vị hộ pháp đang hộ cho giảng pháp, Đức Thầy và đạo tràng. Một phần xin hồi hướng đến tất cả các ông gia đại chú của hàng đức tổ, của Đức Thầy, của chúng và của chúng con, cùng tất cả những sanh không giới đều phát tâm bồ đề, đều kịp đi sau Tam Bảo về nhà Địa Tạng Bồ Tát, nhà Quả Tam Bồ Tát và đặc biệt là Đức Tổng Minh Thánh Vương Lai, về người tất cả sanh được kịp đi tu hành, được tu tập phát tâm bồ đề, tu tập về giải thoát. Chúng con xin cung kính đảnh lễ tạ ơn kinh Địa Tạng Bồ Tát lượng nghiệp. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Định Vương Đại Bồ Tát, Nam mô Kiên Cường Tịnh Đại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Thế Tôn Bồ Tát. Chúng con xin một lần nữa cung kính đảnh lễ tạ ơn Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Hãy subscribe.